Anh đã nở nụ cười. Chúc mừng hai em và giải thưởng 150 triệu. Chào cô Việt Hương, chào anh Trấn Thành. Hai đứa nhìn thích quá. Thích quá, đẹp trai, tươi rối, quay mơn mởn, dễ thương. Sao rồi? Chuẩn bị tới đâu rồi? Dạ, hai thằng chuẩn bị sắp xong rồi. Áp lực không cho tụi con không? Dạ, không. Có phải nghỉ học để nhà ngồi sưu tầm không? Dạ không. Ừ, tưởng có thì hiệu trưởng gửi giấy cho cô Hương tội nghiệp cô Hương nha. Cố gắng giữ cái tính thẩm mỹ của câu chuyện ha. Lịch sự, đàng hoàng, dễ thương. Dạ. Bây giờ tinh thần đã bình ổn giá chưa? Dạ rồi. Làm đi. Dạ. Dạ. Rồi, hai em chuẩn bị vị trí nha. Cố lên, 60 giây, vòng 1 bắt đầu. À! Kiệt. Coi giùm tao con Hương có được hay tao không? Không, mà có vụ gì? Trời, tôi đang đi tìm đồ sưu tầm, tự nhiên đâu bay vô đánh, rồi nó được tao chạy khắp sân trường luôn mày. Trời ơi, cái gì kỳ vậy? Tao cũng sưu tầm mà xong đánh tao. Nè, tao sưu tầm tem nè, sưu tầm xe nè, sưu... Ủa mà mày sưu tầm cái gì? Đồ cột tóc con gái. Mày hết cũng làm con trai rồi. Chúc mừng em. Chắc là chúng ta đã cười và em đã vượt qua được vòng 1. Cái ông mập này không có duyên lắm nghe. Cái mặt dễ thương lắm. Đồ cột tóc con gái. Mà pose hình lại tốt lắm. Coi như là cái biểu đạt, biểu cảm con rất là tốt. Nhưng mà vậy nè, cái câu đầu nói không có nghe. Con nói là cái gì rồi con? Dạ con nói là coi giùm tao coi con Hường có được theo tao không? Con gì? Con Hường. Cái nhân vật Hường là gì? Là cái bà nào? Cái thế lực nào? Phải không? Bà quyền lực như thế nào trong cuộc đời của tụi con mới liên quan gì tới cái chương trình này? Thấy không? Tại sao không đưa bà Hương vô? Đi bà Hương. Dạ lát chú biết. À lát biết hả? Dạ. À lát Hương là bây giờ tập 1 mới xuất hiện, lát tập 5 mới biết bà là ai phải không? Đúng rồi. Ừ, tập 3 rớt. Con ơi, tụi con vẫn rất là bình tĩnh, khoan thai, nhẹ nhàng để tiến đến mục đích là chôm được hai cái đồ cột tóc con bé Hương. Hợp lý, vòng 1 thoát. Nhưng nói rõ ra nha con. Dạ. Phải nói rõ người ta nghe rõ người ta mới cười. Không. Dạ. Qua vòng 1 rồi, bây giờ sẽ là vòng 2. Có chuẩn bị tâm lý chưa? Dạ rồi. Rồi ha. Và 60 giây bắt đầu. Thiệt, mày là cái thứ bản thân á. Thấy tao bị con Hường được không biết lại can. Mày đứng đây mày coi cái gì mà có hoài vậy? Bởi vậy, tao đẹp chứ tao đâu có điên. Vô cho nó quýnh chung hả? Mày không nghe ông bà ta đã có câu, đã là bạn thì mãi mãi là bạn. Đừng như xong lúc cạn lúc đầy. Mặc cho xong lúc cạn lúc đầy, mạng ai nấy giữ, bạn bè tính sao ha. Nè, tao nói cho mày nghe, bạn tốt á là khi mới thấy bạn té phải biết lại đỡ, chứ đừng đợi bạn tắt thở rồi mới tới thắp nhang. Nè bạn tốt nè, kêu mày lo học bài đi, sắp kiểm tra rồi đó. Khỏi học, tao có cách hết rồi. Cách gì? Tới giờ kiểm tra ngồi nghiêm túc trong lớp, sau đó nở một nụ cười thân thiện với bạn kế bên. Bạn ơi thương lấy mình cùng, tuy rằng khác giới nhưng chung một đề. Rất tuyệt vời. Xuất sắc. Chiến thắng vòng 2. Tuy rằng khác lớp nó không vui, mà tuy rằng khác giới nó vui. Thấy chưa? Ủa, làm sao là lúc đầu định là khác lớp đúng khác không? Khác lớp, dạ, này sửa anh khác giới. Bé này sửa khác lớp. Dạ. Giỏi. Nhờ con thắng vòng 2. Dạ, tại vì khác lớp là một chuyện bình thường, đúng không? Dạ. Là cái đô nó nhẹ nhẹ, còn khác giới, nam nữ không cần biết, mà chung một đề là chơi à. Dạ. Hay, giỏi. Nhờ cái miếng của Kiệt trên cái mặt của Huy mà tụi con thoát được vòng 2. Dạ. Thấy chưa? Đôi bạn cùng tiến. Bạn Huy biểu cảm rất tốt. Và ở Kiệt, chú thích cái nét diện của con lắm. Nó thật, mà nó nam tính, mà nó dễ thương, nó rất là thật thà. Mà nó điện ảnh lắm. Con lên sân khấu con không có làm lố. Mặc dù con đang làm một cái chuyện lố, nhưng con rất là thật. Chú rất là thích. Và con, cái triển vọng con làm diễn viên điện ảnh
để mà làm những cái ngôi sao lớn rất là cao nha. Kể từ ngày hôm nay, ý thức với sắc đẹp của mình, ăn uống không có để mập như bà Huy, nghe chưa? Dạ con nghe. Nhưng mà Huy, con là một trong những yếu tố hài hước. Ở chỗ nào cần hài phải kiếm con. Đúng. Tại vì con diễn dày, dày, trở về dày, dày, hết, hay. Mà con cũng vậy, nếu giữ được cái mập này giữ luôn cho nó đáng yêu, không được ốm như bà Kiệt, biết chưa? Và hai đứa con sẽ là đôi bạn tiến thân. Đúng. Một người nam chính phải có một người hề chính. Tụi con cặp đôi vi diệu. Bây giờ hai con đã tiến qua được, thoát thân được vòng 2 rồi. Và sẽ là vòng 3. Lên tinh thần chưa? Dạ rồi. Rồi, cố gắng nha. Vòng 3, 60 giây, bắt đầu. Tao nói mày rồi, lo học hành đi. Sắp kiểm tra anh Văn rồi đó. Trời ơi, trình độ anh Văn tao vậy là đủ xài rồi. Cái gì? Đủ hả? Bây giờ tao là người nước ngoài nè. Ừ. Tao vô có nghĩa địa. Ừ. Tao gặp mày. Ừ. Tao hỏi cái này là cái gì? Ừ. Mày giải hết làm sao? Dễ thôi. Du. Du. Người nước ngoài. Du. Mom. 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 Đe. Đe. Đe là gì? Đe là đẻ. Tiếng Anh không có dấu. Trời ơi. Tiếp tục tặng tôi đi, đe đi, đe. Đe là đẻ đó. Trời ơi, đẻ tiếng Anh là born. Mom. Born. Born. Sao? You. Mon. Mon, sao nữa? And you bích. Rồi. And you own. And you die. And you go here. Mày học hành như vậy mà đòi kiểm tra đó hả? Mày phải giải thích như vậy nè. You. Xích motorbike. Run. Đúng. Go here. Trời ơi. Trình độ Giữ gìn đáng giữa. Tôi để dành đó, vòng 3 qua rồi. Không, người ta dư, người ta tặng. Người ta diễn hết tiểu phẩm nào tặng luôn. Để dành. Dạ. Nhưng mà để dành. Con ơi, hồi nãy con yên phanh go here là con cười thêm lần nữa rồi. Tiểu phẩm này cười tới 2 lần lần đó. Tụi con văn minh, đẹp trai hiện đại, hai đứa sạch sẽ. Rồi phóng lên trên này nói những câu sạch sẽ, từ tốn, chậm rãi, và nó mỹ lắm. Tụi con điện ảnh mỹ mà Huy, con biết sao, con diễn hình thể những cái đó là cái những cái thứ cường điệu, cái người xấu xấu, lùng lùng, tròn tròn, mà diễn hình thể chắc nịch đâu ra đó. Còn cái ông bên kia già như quỷ, điềm đạm, giáo sư, hai đứa con không thể nào tách ra được. Hay nha. Quá, tụi con xuất kết sắc, hợp vi diệu rồi đó, con xuất sắc. Làm ơn nửa ở đi. Dạ. Rồi chưa? Dạ. Thoải mái. Và 60 giây vòng 4 bắt đầu. Ê mày, con Hường hôm qua kể tao nghe là em mày khóc đúng không? Chính xác. Ủa sao vậy? Trời, nó đố tao một câu, tao trả lời nó khóc luôn mày. Câu gì vậy? Nó đố anh hai, nếu như anh hai có 5 cục kẹo, ừ, em lấy của anh hai 2 cục. Hỏi anh hai còn bao nhiêu cục? 3 cục. 5. À, 5. Sao 5 được? Giờ có 5 nè, lấy 2 còn nhiều. 5. Sao kỳ vậy? Có cho đâu mà lấy. Tôi hiểu sao em mày khóc rồi. Bởi vì trình độ trung học cơ sở mày đâu có đủ. Mày làm như mày giỏi lắm vậy. Chứ sao? Giờ tao đố nè. Con chuột nào thúi nhất? Ở chuột cống. Sai. Ở chuột xạ. Sai. Chứ chuột gì? Chuột chết. Rồi tao thua. Rồi, đố mày con chuột nào đi bằng 2 chân. Ê, làm gì có con chuột nào đi bằng 2 chân? Chuột Mickey, ngu như con bò. Vậy tao đố mày con vịt gì đi bằng 2 chân? Vịt đâu nè. Con vịt nào mà không đi bằng 2 chân, ngu như bò. Ok, mày thôi. Bây, Mượn ơi. Gì vậy? Rồi, thí dụ như mày sai một chỗ. À. Làm thế nào để xóa chỗ này? Gạch. Sai. Xóa. Sai. Xí sao? Xẻ. Chúc mừng hai con đã vượt qua vòng 4. Quy, con xin phép bắt tay con cái. Quy ơi, con nhả miếng nhẹ nhàng như một diễn viên chuyên nghiệp. Xuất sắc Quy ơi. Bắt tay cái luôn, giỏi. Quy ơi, nó nhả đẹp quá Quy ơi. Bình tĩnh, dạ. Dễ thương. Quan trọng là tụi con còn nhỏ, tụi con không ý thức là 150 triệu đang tiến gần, cho nên tụi con cũng rất là bình tĩnh. Còn 3 giây thả miếng, trời ơi chịu.
Thằng kia khóc luôn rồi. Nè, thằng kia, Kiệt ơi, con phải thật bình tĩnh để con lạc cái cây trụ cho bạn kia bạn đánh nha. Tụi con ơi, không nghiêng ngã được. Tụi con dễ thương quá. Tụi con xúc động luôn, khóc luôn rồi. Thì giờ chị mới biết Thành nó cũng mới có 14 tuổi như tụi con thôi. Ừ. Đến đây thì ba mẹ có biết hay không? Dạ có. Có ba mẹ đi ngày hôm nay không? Dạ, dạ có. Đâu? Dạ ba. Ba của đây là ba của. Dạ ba con. Ừ, nhờ cháu nan quá, ba ốm nhách à. Ba có kịp đâu. À, ba con bị bệnh đau xương sống nên không có vô ngồi lâu được, ba con đi vòng vòng. Còn có một mình ba thôi, không có mẹ theo. Dạ mẹ ở nhà chăm em. Tụi con là học sinh gì trong lớp nè? Dạ học sinh giỏi. Còn con? Dạ học sinh giỏi ạ. Cảm ơn tụi con. Cô cảm ơn tụi con đã yêu cái ngành nghề của cô mà lại là học sinh giỏi nữa. Tôi hạnh diện quá. Phim trường hú thật to để cho các em bước vào vòng 5. Chí Kiệt, Công Huy, hai cậu học sinh dễ thương và hài hước đã hoàn toàn chiếm trọn tình cảm của giám khảo Trấn Thành và Việt Hương. Liệu họ có phải là chủ nhân của giải thưởng 150 triệu đồng? Đừng rời mắt khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Dạ, trước khi vào vòng năm, cho tụi em xin hỏi ý xíu ạ. Hỏi đi, dạ. Được quyền. Dạ, em bài xong rồi ạ. Rồi, Kiệt Huy, cố gắng nha. Dạ. Hai đứa ôm nhau đi. Ừ. Hai đứa ôm nhau. Hai đứa ôm luôn. Ừ. Hai đứa mình cũng còn sống hay không là do vòng này nha. Ừ. 60 giây vòng 5 bắt đầu. Nó chơi đòn tâm lý. Nó chơi đòn thời gian. Để rồi coi. Coi các ngươi làm được gì. Gan. Không sợ. Đúng là tuổi trẻ nó gan thiệt. Nó gan, nó liều. Cả 30 giây rồi. Bây giờ là nó diễn cho mình. Nó mình đang trẻ. Diễn cho nó. Nó trẻ, nó có thời gian. Còn mình già rồi. Không chừng đến 59 giây mình gãy mới chết chứ. Coi nó làm cái gì. Nó bình tĩnh dữ ta. Hai nó vẫn nhìn. Tôi vẫn rung. Dạ thôi con lên TV vậy đủ rồi, con đi về. Đã nở nụ cười. Chúc mừng hai em và giải thưởng 150 triệu. Bạn ơi thương lấy mình cùng, tuy rằng khác giới nhưng chung một đề. Mày phải giải thích như vậy nè. Du xích motorbike run đông go here. Tụi con có biết tụi con liều quá, liều quá, liều mà thông minh lắm. Thông minh. Xin mời hai danh hài. Cáo. Cáo con. Dạ. Bộ mất cậu. Trời nó đập.
lấy 150 triệu khóc quá vậy trời. Hả? Nín sao? Nói nghe, rồi nói cho cô Hương nghe tại sao con khóc. Ây, lúc mà đứng đó con nằm như vậy là con sợ lắm. Ai xúi con đứng? Không, tại vì con với anh Huy tính trước rồi. Tại vì tới cái miếng đó thì con hết ý rồi. Anh Huy mới kêu thôi giờ anh với em hết ý rồi, cứ chơi thử cái đó đi. Lỡ mình rớt mình đi về là đi chơi cho nó vui, cho nên không có sao. Đi, con... Tại sao anh Huy xúi con vậy mà con làm? Mà giờ Huy nó không khóc mà con khóc quá vậy? Tại vì anh em tụi con lúc nào cũng như sợi dây đó. Có đi là đi chung mà. Nếu mà con lỡ như con không đồng ý là anh Huy cũng không đồng ý. Mà đợt này thì con đã đồng ý thì nên hai anh em mình diễn chung thì... Con đồng ý xong con cảm thấy con ngu quá, con đồng ý nên con khóc đúng không? Dạ. Thôi sao? Dạ, tại con nói với Kiệt là thôi kệ cứ thi đi, miếng này là nếu như ăn thì mình nếu như không ăn thì mình đi về, còn ăn á thì mình thì cứ coi như là phần thưởng dành cho mình với cái độ chơi liều của mình đi. Kệ đó. Thích hài hước hay sao? Thích làm nghề diễn viên. Con nuôi cái nghề này từ hồi con học lớp 1 rồi. Vậy hả? Dạ. Vậy thì một lần nữa tụi con lại là quán quân trong một cái chuyện mà rất là khó. Thì con vượt qua biết bao nhiêu cô chú để con lấy 150 triệu này. Một lần nữa cô lại yêu cầu hai tụi con sướng tên thật to, sướng trường thật to, sướng quận thật to. Và chúng ta lấy 150 triệu. Dạ, con tên là Nguyễn Công Huy, năm nay con lớp 9, học trường Dương Bá Trạc. Dạ, con tên Lý Chí Kiệt, học trường Lê Quý Đôn, quận 11. 150 triệu.